Đừng mơ mộng đi định cư Canada nếu như không có tiếng Anh. Thì đây là một cái điều mà Phượng luôn nhắc đi nhắc lại và chia sẻ rất là nhiều lần với những cái anh chị khách hàng của mình. Bởi vì thời gian gần đây thì có một số những cái anh chị có chia sẻ những cái thông tin về về các chương trình định cư Canada rất là hấp dẫn và chi phí rất là rẻ luôn. Tổng hết chi phí cho chương trình chỉ có 1.2 tỷ, và họ cam kết là họ hứa hẹn là qua bên đó sẽ có job liền, sẽ có việc làm liền luôn, không cần có tiếng Anh, qua đó bổ sung sau cũng được. Rồi con cái thì sẽ được đi học trường công và được miễn phí hết mọi thứ. Thì nghe quá là hấp dẫn. Và những anh chị này thậm chí còn gửi thông tin của những cái đơn vị tư vấn khác để cho Phượng xem qua. Thì đầu tiên Phượng phải khẳng định là những cái chương trình này là hoàn toàn đúng của chính phủ Canada, chứ không có lừa đảo gì hết anh chị ha. Tuy nhiên cái vấn đề đặt ra đây mà Phượng luôn khuyên các anh chị là mình đừng có làm cái chương trình Canada nếu như anh chị mình chưa cầm cái chứng chỉ tiếng Anh ở trên tay anh chị ơi. Bởi vì anh chị cứ mình cứ suy luận một cách rất là logic là anh chị sẽ biết được là với cái chương trình này thì anh chị qua bên đó là mình sẽ có cái work permit thôi. Họ cho anh chị cái work permit 2 năm là anh chị sẽ làm cái job mà họ đã offer, gửi cái offer cho mình ha. Thì sau 2 năm đó anh chị nộp hồ sơ để mình chuyển đổi lên PR đúng không? Thì lúc này câu chuyện mới bắt đầu nè anh chị. Thì cái điều kiện để mà anh chị chuyển đổi cái tình trạng là anh chị sẽ phải chứng minh là đã cư trú và làm việc đủ thời gian tại Canada và phải nộp kèm theo chứng chỉ tiếng Anh anh chị ơi. Thì cái câu hỏi đặt ra đây là anh chị đi theo cái diện lao động phổ thông có nghĩa là qua đó anh chị xác định là anh chị cắm mặt làm với cái thời tiết lạnh giá và anh chị phải làm để giữ được cái vị trí, để giữ được cái danh phận của anh chị ở đất nước Canada. Nếu anh chị không làm hoặc là anh chị mất cái công việc đó là cả nhà phải đi về. Thì với cái áp lực công việc như vậy, với cái thời gian như vậy thì anh chị có học được tiếng Anh không? Phượng không nói là IELTS 4 chấm hay là 5 chấm là khó nha anh chị. Tuy nhiên nó không dễ. Đặc biệt là đối với những anh chị mình lớn tuổi và mình không có thời gian để tập trung học hết mình giống như những cái bạn trẻ. Do đó cái điều này là cái điều mà anh chị mình phải cân nhắc thật là thận trọng. Và mình phải nghĩ tới cái đường dài là mục đích mình đi để làm gì. Chắc chắn là anh chị không phải là chỉ đi 2 năm làm việc xong rồi về đúng không ạ? Mà cái mục đích sâu xa là mình phải được định cư. Mà anh chị cứ xác định là cái chính sách định cư của Canada là anh chị mình phải có tiếng Anh thì họ mới chuyển đổi mình lên PR. Anh chị nhớ điều này giúp Phượng anh chị nhé.